Xưa cổ sẽ lục phép. Thì sáng mỗi ngày thức dậy sẽ làm việc giống như là giúp việc ở trong nhà. Rồi đến giờ đi học về là đúng giờ là phải có mặt ở nhà, nếu không á là mỗi ngày là cứ phải ăn đòn chắc phải hơn 100, 200 cây á. Bởi vì ngày nào cũng cái cây nó to bằng cái ngón cái như vậy, là đánh cho đến khi nào mà cái cây nó không đánh được nữa, nó tư 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 ra hết. Và ngày nào nó cũng máu me đầy mình mà muốn ghẻ lở đầy người, tại vì cô tức lên là cô chỉ bạo hành thôi, nói chung là bạo hành gia đình vậy đó. Thì thực sự là trong một cái khoảng thời gian đó rất là khổ, bởi vì chỉ mong mỏi là được gia đình mình qua thăm, được mẹ mình qua thăm, nhưng mà chờ ngày này sang ngày nọ, ngày này sang ngày nọ mà không có nghe tiếng xe máy của mẹ mình đến, mà cái chỗ đó như một cái nhà tù và mình phải sống ở đó, và mình suy nghĩ bao giờ mình mới thoát khỏi được cái này. Vào cái khoảng thời gian đó thì ngày nào Tiên cũng đọc kinh hết, nhờ mẹ dẫn đi chùa từ nhỏ, và mình biết được là khoảng thời gian đó mình chỉ muốn chết thôi, mình không muốn sống đâu, tại vì mình nghĩ là vô nghĩa quá. Một cuộc sống mà mình ở với những người xa lạ mà người thân của mình chả có cô dì chú bác hay là ai qua thăm mình hết, có nghĩa nếu như mà Tiên chết ở đó thì cũng không ai biết là mình chết ở đó và lý do tại sao mình chết hết. Và khi mà vượt qua được cái khoảng thời gian đó thì chính cái sự khổ nó làm cho mình mạnh mẽ hơn. Và bao giờ cũng vậy, các bạn phải trải qua khổ. Tiên nghĩ là mỗi một con người ai cũng có khổ. Và sau đó là Tiên có một cái nỗi hận rất là lớn, hận gia đình, hận người thân, hận cái người mà đã bạo hành mình. Sau khi Tiên lớn thì phải suy nghĩ khác lại, bởi vì người ta càng hành hạ mình như vậy thì chắc chắn là mình sẽ trả được cái nghiệp, và mình sẽ cũng chắc có một kiếp nào đó trước mình cũng đã đánh đập người khác hoặc là mình làm khổ người khác, cho nên kiếp này mình phải trả những cái nghiệp đó. Thứ hai là mình nghĩ trên cuộc đời này không ai mà không có khổ hết. Nhưng mà em vượt qua cái khổ đó, em cảm thấy là em rất là mạnh mẽ. Và em có đọc một cái bài ở trong một cái cuốn sách, thì họ có nói là nếu mà sống á, thì các bạn nên sống như loài cỏ dại. Bởi vì các bạn có biết không, khi mà cỏ khi mà bạn đốt, có một thời gian sau nó cũng mọc lên lại à, đúng không ạ?